Thưa quý vị, vừa qua thì ngành đường sắt đã tổ chức chuyến tàu đặc biệt mang tên Hành trình di sản, xuất phát từ ga Long Biên đến ga Gia Lâm. Nhà máy xe lửa ga Gia Lâm để du khách có thể trải nghiệm được lễ hội thiết kế sáng tạo năm 2023 của thủ đô Hà Nội. Và những ngày này thì người dân thủ đô cùng với du khách cũng đã rất háo hức để trải nghiệm chương trình. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi những ghi nhận của nhóm phóng viên VTC9 tại thủ đô Hà Nội. Vâng, thưa quý vị, hiện nay tôi đang đứng tại đường tàu số 4 thuộc ga Hà Nội để cùng du khách cũng như là người dân trải nghiệm chuyến tàu di sản. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng người dân cũng như là du khách để cùng trải nghiệm chuyến tàu này. Ga Hà Nội vào chiều ngày 21 tháng 11, rất đông người dân du khách đến tập trung để di chuyển lên chuyến tàu mang tên Hành trình di sản. Xuất phát đến ga Gia Lâm, nhà máy xe lửa Gia Lâm với giá 20.000 đồng để trải nghiệm thưởng thức nghệ thuật lễ hội thiết kế sáng tạo 2023, hành khách đều háo hức phấn khởi. Là gia đình em có trẻ nhỏ thì cũng muốn cho con được trải nghiệm một lần đi tàu hỏa. Thì bé cũng mới có 3 tuổi thôi, đi đường thì cũng gặp tàu hỏa rất nhiều rồi nhưng mà chưa có dịp nào để đi cả. Thông thường thì hay đi ô tô này hoặc là máy bay ạ, còn tàu hỏa là một cái trải nghiệm khá là xa lạ. Hoặc là người lớn vậy thôi ạ, cũng rất là lâu rồi bọn em mới quay trở lại đi tàu hỏa. Thì đây cũng là một cái dịp để trải nghiệm lại những cái chuyến đi ngày xưa, để xem lại là cái cảm giác nó khác ngày xưa hay không ạ. Dạ. Đoàn tàu Hành trình di sản có 7 toa, trong đó có 5 toa chở khách khoảng 280 chỗ ngồi và 2 toa để phục vụ triển lãm nghệ thuật. Mỗi ngày sẽ có 4 chuyến tàu chạy liên tục, không chỉ đóng vai trò là chuyến tàu kết nối du khách đến với các di sản của thủ đô, trên chuyến tàu còn dành một số toa để làm khu vực sinh hoạt cộng đồng cho hành khách. Hành trình đến nhà máy xe lửa tham quan trải nghiệm khiến nhiều người không giấu nổi sự xúc động. Cái chuyến đi này làm cho tôi có rất nhiều cảm xúc, rất tự hào vì lần đầu tiên được đi như thế này, cũng phải mấy chục năm rồi đấy, thì là mới được đi lại cái chuyến đi mà trải nghiệm này, đi qua từng cung bậc một, đi qua chỗ qua sông Hồng, xúc động vô cùng. Thế là mình có nhiều cái xúc động, mình nhớ hồi ức lại cái tuổi thơ của mình. Mặc dù đã rất nhiều lần đi xe lửa rồi nhưng mà đây là lần đầu tiên mình được tham quan một xưởng, một công xưởng bảo trì bảo dưỡng và của tàu hỏa, và bản thân mình hôm nay cảm thấy rất là phấn khởi và cảm thấy là rất là ý nghĩa khi mà tham quan cái công trình là toa tàu di sản ấy, thì bản thân mình cảm thấy rất là hồi hộp cũng như là cảm thấy rất là tự hào và mong rằng sắp tới thì sẽ có rất nhiều hoạt động liên quan đến văn hóa, đặc biệt là những lịch sử để cho những người trẻ như mình có nhiều cơ hội trải nghiệm hơn nữa. Trong khuôn viên rộng 20 ha của nhà máy xe lửa Hà Nội, du khách sẽ được trải nghiệm hàng chục hoạt động thú vị được tổ chức đan xen như trải nghiệm ẩm thực, hội chợ thủ công, sáng tác nghệ thuật, hoạt động làng nghề, lễ hội từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 26 tháng 11. Các dịch vụ phục vụ trong quá trình vận chuyển tàu cũng được thử nghiệm nhằm mang đến cảm giác trọn vẹn tới du khách. Để phục vụ người dân đi tham dự cái lễ hội thiết kế sáng tạo năm 2023, ngành đường sắt cũng đã tổ chức các đoàn tàu lễ hội với cái mong muốn là truyền tải cái thông điệp đến cho người dân cũng như du khách hiểu rằng là ngành đường sắt rất giàu truyền thống, có nhiều di sản, và bên cạnh đó thì đường sắt cũng rất là cởi mở để người dân thấy được rằng là tiềm năng của đường sắt, và cũng từ đó hành dân có thể lựa chọn cái phương tiện đi lại của mình là tàu hỏa. Chuyến tàu gợi nhắc hoài niệm khi đưa hành khách qua các nhà ga có tầm quan trọng đặc biệt trong lịch sử đường sắt Việt Nam. Ga Hà Nội, ga Long Biên, ga Gia Lâm đã chứng kiến những thay đổi của các giai đoạn lịch sử, lưu giữ những ký ức và phản ánh một phần lịch sử hình thành và phát triển Hà Nội.